chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác việc cái cây mạc xuân. Đây thì nó là cái bông lan mạc xuân. Nó rất là nhiều thể bông khác nhau. Đấy. Cây này. Đấy, mạc xuân. Đây chị cứ ngắm qua xong tí em sẽ nói. Em sẽ nói chi tiết. Đây cái bông này. Đây, đây bông này. Đấy, mạc xuân. Về cơ bản thì những cái cây mạc xuân này thì mọi người có thể nhìn, mọi người sẽ thấy. Đây, cái này là mọi người chú ý bông hoa với cần hoa nhé. Cần to đùng. Cần to đùng màu đen. Này cần xanh. Cần xanh. Đấy. Thì cái cây mạc xuân này thì nó đơn giản và ngắn gọn là như này. Tất cả những cây nó nở mùa xuân. Để nó nhiều lắm. Thì em sẽ đi lên trên điểm trụ. Em sẽ nói về cái lá của nó. Mạc xuân. Tất cả là nó là những cái cây nở hoa mùa xuân. Và dạng lá to như này. Đây là dạng lá rất là mềm đúng không ạ? Ngoài ra là có những lá như này. Lá dựng. Trực. Đấy. Nguyên vũ này. Rất là mềm. Mềm mại. Ngoài cái đấy ra thì cái cây trong này nó cũng rất là mềm này. Nhìn thấy không ạ? Rất là mềm, đúng không? Rất là mềm, ra cái nó rủ luôn. Những cái cây này thì nó cứ dựng này thôi, thì nó vẫn là mạc xuân. Cái lá to này cũng mạc xuân. Tất cả những cây nở hoa vào mùa xuân thì đều gọi là mạc xuân hết. Cây này lá dựng này, anh chị. Lá dựng cao, hoa là tận đây kìa. Đây, mạc xuân. Thì em sẽ nói một chút về cái cây mạc xuân là như này. Cây mạc xuân nó là cái cây địa lan nở hoa vào mùa xuân. Nở hoa vào mùa xuân. Và nó hoa thường thì là màu nâu tím. Cần hoa thì nó thì có thể là cần hoa xanh, cần hoa vàng, cần hoa nâu, cần hoa tím. Đây. Cần hoa xanh ấy, nó như gọi là như cây bên này là cần hoa xanh anh chị nhá, nó vẫn là mặc thôi. Nhưng nó nhiều thể dạng khác nhau. Có dạng cần xanh, dạng cần tím đen, cần nâu như này. Đấy. Rất là nhiều thể, đúng không? Rất là nhiều thể khác nhau. Có những bông này thì cần xanh hoa này nâu. Có những bông hoa thì cần nâu hoa xanh. Đấy, xanh thì có dạng lý. Đấy, thì có những cây nó ngược lại như vậy. Thì nói về tất cả những cây mạc xuân thì nó đều nở như vậy. Thân lá của nó thì rất là đa dạng, nó không cây nào giống cây nào cả, bởi vì gọi là mạc xuân. Nó cũng như kiểu anh chị chơi đai châu ấy. Đai châu nó cũng có cây trắng, cây đỏ, cây vàng, cây tím. Hay là nói cái khác như chơi phong lan thì nó có cái cây tam màu sắc ấy, thì nó có tam màu sắc nọ, tam màu sắc kia, cây bông to, bông nhỏ, bông dài, bông ngắn, đúng không ạ? Mạc xuân nó cũng như thế, mạc xuân nó cũng như là một số cái cây khác thôi, thì có nghĩa là nó cũng như hạc vĩ Bắc, hạc vĩ Lào, hạc vĩ miền Trung, miền Nam, nó đều khác nhau cả, thì mạc xuân nó cũng như vậy. Thì cái cây mạc xuân thì thân lá nó có rất là nhiều dạng, có cái lá tối đa là nó to khoảng từ 2 đến 6 cm là cái bản lá của nó, và dài khoảng từ 20 đến khoảng tầm độ 1,5 m cũng có. Lá ngắn thì là nó phụ thuộc vào những cái cây mà nó nhỏ ấy, thì là ngắn, còn những cây to thì ở trong rừng nó rất là to dài, hoặc là nó cũng là gen. Thì cái độ to nhỏ đấy thì em nghĩ là mọi người không quan trọng, bởi vì em sẽ nói hai cái thể đơn giản gần đến nhất đây. Em nhóm ra là cái cây này nó là cái lá rất to và da nó mềm như này luôn, đúng không ạ? Anh chị thấy không ạ? Ra cái nó mềm luôn đây này. Nó xòe ngang võng này, lá nhăn nheo. Nhưng cây này thì lá nó lại dựng lên như này. Đấy, lá nó dựng lên. Lá dựng lên. Thì đấy là hai cái thể khá là nhiều loại nữa, nhưng mà có nghĩa là hai cái thể về cơ bản nó dạng lá mềm và dạng lá đứng. Thì nó còn to nhỏ ấy, to nhỏ thì phụ thuộc từ cây. Nói chung là nó như nhau. Mạc xuân thì anh chị cứ hiểu mạc xuân nôm na nó là cây lan hoa màu tím như này, nâu tím. Đấy, nó màu nâu tím như này. Nhưng mà nó vẫn có những cái màu khác như là cái màu xanh vàng hoặc là xanh tím. Đây, thì em sẽ đi dạo quanh khu này một tí. Đây anh chị thấy cái bông này không? Đấy, bông này thì nó là xanh. Nhưng mà nó là xanh nâu, đúng không ạ? Nó rất nhỏ. Đây, nhưng có cái cây này nó cần rất là to. Bông hoa lại bé, đúng không ạ? Cần hoa to là cái hoa rất bé, dạng mặc xuân.
thế. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều thể bông khác, như có những cái bông màu nâu như thế này. Bông màu nâu thì thấy không ạ? Này lên ảnh thì nó đẹp hơn đấy, nhưng mà ở đây thì quay vườn thì nó chỉ như này thôi. Đấy, đây có những cây cây mặc cần xanh như hoa lại nâu. Đấy, có những cây cần nâu thì hoa lại xanh, nó dạng kiểu cây cây dạng dạng kiểu lý. Đấy, bên đây thì nó có những cái cây này. Đấy, đây nó rất là đa dạng mặt bông, đa dạng mặt hoa. Từ những cái mặc này thì người ta mới sổ ra được những cái cây lan đột biến. Thì nó nhờ những cái cây mặc xuân này biến từ cái thể mặc xuân này mà ra. Đấy này. Cái này cần xanh hoa nâu. Chứ nó không xanh hẳn. Có cây thì cần nó ngả ngả màu cam cam này. Nhưng nó chưa là cam, nó chỉ là mặc thôi. Đấy. Ngoài ra thì đây. Những cây này. Như thế. Cần xanh hoa nâu là nhiều hơn, chứ để nó cần nâu hoa xanh thì ít lắm, ít hơn, kiểu dạng lý. Đây cần rất là xanh, cần xanh hay cần nâu thì nó chỉ là mặc thôi. Đấy, còn những cái mà đột biến cái thứ thì nó là khác, nhưng nó có cái thể, có nghĩa là thể lưỡi vàng hoặc là cái cây lưỡi vàng, lưỡi trắng, lưỡi xanh ấy, thì là thể đột biến. Thể đột biến thì lúc nào có thì em sẽ quay các bác sau. Còn cái thể này thì tạm thời thì mọi người cứ nhìn đây thôi. Mặc xuân nó rất đa dạng, cánh bay cánh bầu rất đa dạng. Đấy, có cây thì cánh bê tí đấy. Lạ đúng không? Nói chung là mấy cái thể bông của mặc xuân thì nó xem nhau. Còn dạng mà xanh vàng thì nó là dạng như cây này rồi. Đấy, như cây này nó thanh ngọc này, xanh vàng. Đây mặc đây là có những cái cây này. Cần đen hoa đen, cần tím đậm nữa. Hoa nó tím đậm, cần cánh một màu. Những cây cần cánh một màu này thì đẹp hơn là những cây mà cần được đánh giá cao hơn là những cây cần xanh. Đời tỷ lệ cần xanh nó rất là nhiều. Nhiều cần xanh. Thì về cơ bản thì nó cái địa lan mặc thì nó là như vậy. Nó có rất là nhiều thể dạng lá. Đây có dạng lá đó, rất là mềm, da cái nó da mềm luôn. Cong. Thì có cái lá này nó dựng lên này. Đấy, lá dựng lên. Cái lá này thế, đây nó cong rất là nhiều dạng lá đúng không, nhiều dạng lá khác nhau. Có cây cái gì nhỏ nhỏ này thôi, nó chẳng to, nó cái nhỏ lá chỉ 20 đấy, nhưng có cây bên cạnh nó cũng mặc lá nó to mềm, nó cong vút lên đấy. Rất nhiều thể trạng lá thì nó cũng là mặc thôi. Đây, nó là mặc đây. Lá này đây, nó là mặc, cũng là mặc. Đây có một cái cây này lá rất to này, lá này phải dài 6-70. Cái này nó là mặc xuân đấy. Lá rất to, lá này phải dài 50-60, rất to, to khoảng 2-3 cm. Đây có cái cây này. Cây rất nó bình thường, cần hoa rất to. Đấy, cần hoa rất to. Cần hoa to. Thì về cơ bản là cái thể mặc xuân này nó khá đa dạng. Đây như cây này thì nó qua nhiều năm rồi nhưng lá nó rất là đẹp. Lá nó ngắn. Lá rất ngắn. Lá rất ngắn và nó chỉ dài khoảng 30 thôi. 20 đến 30, 25 30 gì. Nhưng có những cây mặc xuân bên cạnh ngay bên cạnh này. Nó dài cả 60. Thì đấy nó phụ thuộc tùy từng cây, dáng lá. Nhưng về cơ bản nó đều nở mùa xuân thì gọi là mặc xuân hết. Thì anh chị có thể tham khảo thêm một số những video về những cái cây lan khác trên kênh Thường Làn Hoa thì mọi người sẽ rõ hơn. Còn những cái cây mặc xuân này thì nó xem nhau để mọi người gọi mặc xuân hết. Bởi vì nó thực sự là nó không có cái giá trị cao, không đánh giá cao. Nên là nó rất khó, có để nói. Còn cây nào mà có giá trị và được mọi người đặt tên thì em cũng sẽ có những cái video trên kênh Thiên Ngàn Hoa, thì mời các anh chị xem tham khảo thêm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video sau. Xin cảm ơn tất cả anh chị.